Bản đang là mùa hoa biển Ngạn các bạn. Hôm nay hai mẹ con mình đi ngắm hoa biển Ngạn. Hai. Hai mẹ con đi ngắm hoa này các bạn. Đó các bạn thấy không? Thank you.
là mùa hoa biển ngạn các bạn. Hoa biển ngạn này được trồng ở dưới hàng hoa anh đào. Hoa anh đào màu hồng. Ở thành phố mình đang sống thì cái chỗ này nè, hoa anh đào màu hồng rất là nổi tiếng các bạn. Tới tháng 3 mùa xuân, hoa anh đào sẽ rực, rực hồng, rực rỡ tại khu này luôn, tại chỗ này. Rực rỡ luôn, đỏ rực rỡ.